Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Cơ thể bạn nói gì để chúng ta cùng nhau lắng nghe những chia sẻ về những vấn đề sức khỏe thường gặp. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện về chủ đề Bí quyết giúp bệnh nhân đại tràng vô tư ăn Tết. Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, mỗi gia đình được quây quần bên nhau, cùng nhau thưởng thức những món ăn truyền thống, cùng nâng ly rượu để chúc cho một năm mới an khang thịnh vượng. Thì đối với những bệnh nhân bị viêm đại tràng mãn tính hay đại tràng co thắt, tiệc tùng ngày Tết là những nỗi ám ảnh lớn, bởi họ chỉ dám ăn uống rón rén. Nếu như cơn đau đại tràng tái phát và hành hạ, thì coi như họ mất Tết. Chính vì vậy mà chương trình ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị tìm hiểu về những giải pháp điều trị hiệu quả và giúp cho những bệnh nhân có thể có được một cái Tết trọn vẹn, ý nghĩa và không còn lo những cơn đau đại tràng hành hạ nữa, cùng với những chuyên gia của chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, xin được giới thiệu đến quý vị vị khách mời đầu tiên, đó chính là tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Xin chào bạn Hoàng Phương. Xin kính chào các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Và vị khách mời thứ hai là một người rất quan tâm đến chủ đề ngày hôm nay. Xin được giới thiệu cô Đặng Thị Nga đến từ Cầu Giấy, Hà Nội. Xin chào MC. Xin chào bác sĩ. Và như thường lệ, trước khi bước vào nội dung chính của chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây. Chúng tôi có dịp ghé vùng đất được mệnh danh là kinh đô của những loài cây ăn quả chất lượng cao mang tên Lục Ngạn Bắc Giang để lắng nghe câu chuyện của chú Nguyễn Đình Khoa, 55 tuổi. Gặp gỡ và nói chuyện với chú, chẳng ai có thể ngờ được rằng chú đang mang trong người căn bệnh đại tràng đã ngót nghét 20 năm nay. Tên tôi là Nguyễn Đình Khoa, thôn Hồng Sơn, xã Viên Sơn, huyện Đình Ngạn, Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Chú bị cái bệnh đại tràng hay là cách đây gần 20 năm rồi. Đau nằm nhâm thì sáng nó lội cụ nó bằng cái chén đầy hơi, đi ngoài ngày nhiều lần, đi ngoài không thành quân. Xuống khám ở bệnh viện Bạch Mai này thì họ kê đơn trong cũng trong vòng coi như là gần một tháng, 28 ngày, là cách đây 15 năm, gần cách đây 5 năm thì xuống 1.8 thì họ kê cho tôi cũng liều như thế, uống trong vòng một tháng hết thuốc rồi lại bị đau, đi ngoài cũng ngày cũng nào cũng gì coi như là 7-8 lần một ngày, ngủ thì không sao, ngủ dậy là đi. Đấy, đi ngoài xong là về coi như là ăn bữa cơm xong lại đi ngay, nên là phải kiêng khem, coi như là kiêng khem khổ sở rồi đi ăn cỗ lên bàn người ta mời rượu mời bia không dám ăn, uống thuốc tây uống thuốc lam hết thầy lọ thầy kia, không ngờ uống thì không ăn thua gì cả, nó ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, có lúc đến giảm 6-7 cân thì sức khỏe yếu này. Vâng, thưa bác sĩ, không biết là tại sao hai bệnh lý là viêm đại tràng mãn tính và đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích lại dễ tái phát và dễ trở nặng vào những cái dịp Tết ạ? Chúng ta thấy là trên cái mâm cơm cổ truyền và để cúng tổ tiên ấy thì nó sẽ khác hẳn so với ngày thường, tức là rất nhiều món, lượng thịt cũng rất nhiều này, rồi là phong phú, nghĩa là hải sản, rồi là những cái thịt cá này, bánh chưng này. Thế và đặc điểm của những cái món thức ăn này, thứ nhất là nó rất nhiều dầu mỡ và rất là khó tiêu. Chính vì vậy mà nó sẽ làm cho những người đang có những các cái bệnh lý như là viêm đại tràng mãn tính hay là hội chứng ruột kích thích cảm thấy ăn uống rất là đầy bụng. Chuẩn bị mấy ngày Tết thì các bà nội trợ cũng đi mua rất nhiều các thực phẩm để và đầy vào trong tủ lạnh. Chính vì vậy đây cũng là những cái thực phẩm mà rất dễ nó bị ôi thiêu này, nó bị nhiễm khuẩn, dẫn đến cái tình trạng mất cân bằng vi khuẩn trong ruột và dẫn đến tình trạng nhiễm khuẩn. Cái đồ ăn sẵn như là lạp sườn, xúc xích, cái thực phẩm này nó có rất nhiều những các cái chất bảo quản này và cũng không an toàn. Rượu này, rồi bia này, vâng, thế rồi là nước ngọt khi chúng ta sử dụng nhiều thì cũng sẽ làm cho kích thích cái niêm mạc đường ruột. Đặc biệt nữa là trong những ngày Tết cái ăn uống sinh hoạt nó cũng bị đảo lộn hết và cái chế độ vận động tập thể dục cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, thì đấy cũng là những cái yếu tố mà nó làm cho các cái bệnh lý như là viêm đại tràng hay là hội chứng ruột kích thích nặng lên. Căn bệnh như là viêm đại tràng mãn tính và hội chứng ruột kích thích rất là dễ tái phát, và không biết là những cái triệu chứng nào giúp cho họ biết được là mình đã rơi vào những bệnh lý này ạ? Có những cái triệu chứng như là bệnh nhân đau bụng, cái vị trí đau là thường là đau dọc khung đại tràng và thường là hay đau ở hai hố chậu, có thể đau âm ỉ, cũng có thể là có những cái đau thành từng cơn hoặc là có những cái cơn đau quặn bụng. Thứ hai nữa là cái rối loạn phân, đi ngoài phân lỏng hoặc là táo, những cái thể lỏng thì nhiều hơn. Trong cái thể lỏng thì thường là bệnh nhân sẽ đi đại tiện nhiều lần này, phân sống này, phân lỏng này, lúc đầu táo nhưng sau đấy bắt đầu là nát dần và bắt đầu lỏng, phân nó nhầy, có máu, có thể là có những cái đợt táo bón kéo dài và phân lúc đầu táo nhưng mà sau thì vẫn cứ có những cái nhầy mũi và máu nữa. Còn có những các cái triệu chứng đầy hơi, chướng bụng và người bệnh không muốn ăn,
và cảm thấy là rất là mệt mỏi, cân nặng có khi là sẽ giảm sút hoặc là bệnh nhân cũng mất ngủ. Vậy thì bác sĩ có lời khuyên nào trong vấn đề ăn uống cũng như sinh hoạt để cho những người mà bị đại tràng co thắt hay là đại tràng mãn tính họ có thể thoải mái hơn một chút trong cái dịp Tết này không ạ? Trong cái bữa ăn thì chúng ta nên ăn cân đối các thành phần, chúng ta không nên ăn quá nhiều những cái đạm, những cái thực phẩm mà nó có nhiều đạm và nhiều mỡ, đặc biệt là mỡ động vật, nó sẽ rất khó tiêu, đặc biệt là rau xanh hoa quả tươi để cung cấp những cái vitamin, các khoáng chất cũng như là các cái chất xơ. Trong ngày Tết thì chúng ta cũng nên kiểm soát, không nên ăn thức ăn mà lưu cữu. Đối với ngày Tết thì thường là các món măng này, các món nem này, thịt đông là thường là chúng ta phải để đấy cả suốt một mấy ngày như vậy, nên là chúng ta phải rất thận trọng và khi ăn thì chúng ta nên đun nấu cẩn thận. Những cái dạng gỏi này hoặc nem chua thì chúng ta cũng không nên ăn, và chúng ta nên ăn chín uống sôi. Rượu bia thì chúng ta cũng nên hạn chế, và chúng ta cũng có thể sử dụng một chút cái rượu vang, dành thời gian để vận động này, thể dục này. Vâng thưa bác sĩ, vậy thì đâu là một cái giải pháp thực sự hiệu quả để chúng ta điều trị cho những người viêm đại tràng mãn tính và đại tràng co thắt để họ có được một cuộc sống giống như những người bình thường ạ? Sử dụng các cái thuốc giảm đau này, các cái thuốc chống co thắt này, các cái thuốc để chống tiêu chảy cũng như là chống loạn khuẩn. Và trong những trường hợp mà bị nhiễm khuẩn thì chúng ta cũng có thể là phải sử dụng những các cái liệu trình kháng sinh. Đây là một cái quá trình mà rất khó điều trị dứt điểm. Hiện nay xu thế là trên thế giới là sử dụng những cái lợi khuẩn kết hợp với các cái thảo dược cải thiện những các cái triệu chứng ở trên các cái bệnh nhân viêm đại tràng mãn tính cũng như hội chứng ruột kích thích, và để phòng ngừa những các cái tình trạng tái phát và giúp cho bệnh nhân viêm đại tràng có thể là có thể ăn uống sinh hoạt một cách bình thường. Chúng ta biết là lợi khuẩn để giúp cho cân bằng cái vi khuẩn trong ruột. Cái lợi khuẩn này nó sẽ bám vào niêm mạc của đại tràng, và tại đây thì nó cũng sẽ tạo thành một cái lá chắn kép, tức là nó sẽ tiết ra những cái dịch nhầy bảo vệ cái niêm mạc đang tổn thương của đại tràng, cũng như là nó sẽ có tác dụng phục hồi các cái tổn thương đó, có thể tiết ra khoảng 3.000 cái enzyme để giúp cho tiêu hóa các cái thức ăn mà nó từ ruột non đi xuống, những cái chất bổ có thể được hấp thu vào trong cơ thể, còn những cái chất cặn bã nó sẽ đi ra bên ngoài và nó sẽ tạo thành những cái khuôn phân ức chế các vi khuẩn có hại, tái tạo lại cái sự cân bằng của các vi khuẩn trí trong đường ruột. Cái tiêu chuẩn vàng đó là 85% vi khuẩn có lợi và 15% vi khuẩn có hại. Có hai cái loại lợi khuẩn rất là phổ biến, đó là loại Bifidobacterium và Lactobacillus, và thứ hai là một cái hoạt chất là 5-HTP, có cái tác dụng là nó sẽ giảm căng thẳng này, giảm stress, và chính vì vậy mà nó sẽ giảm kích thích của đại tràng, điều trị trong cái đại tràng co thắt. Thành phần khác nữa, đây là những cái thành phần thảo dược có cái tác dụng là để cung cấp các chất xơ, hạt thì là này và inulin. Inulin nó chính là một cái chất xơ hòa tan thức ăn để nuôi các vi khuẩn có lợi. Cái thành phần mà để nó chống cái co thắt ở đại tràng, lá bài hương này, lá bạc hà này, đặc biệt là bạch chuột. Bạch chuột thì nó có tác dụng hai chiều đối với nhu động của ruột. Thứ nhất là nếu mà ruột của chúng ta nó đang có cái tăng cường nhu động, tăng cường kích thích thì nó sẽ giúp cho làm giảm cái nhu động đi. Thế còn trong những trường hợp mà cái nhu động nó kém thì bạch chuột sẽ có tác dụng là tăng cường cái nhu động lên. Khi điều hòa hai chiều của bạch chuột nó đã giúp cho điều hòa cái nhu động của đại tràng, và chính vì vậy sẽ giúp cho chúng ta cải thiện được những cái tình trạng như là đại tràng co thắt. Bên cạnh đó còn có những cái thành phần chống viêm này như là gừng này, hoàng liên, trong đó nó có hoạt chất là berberine, có tác dụng chống viêm rất tốt, và đặc biệt nữa là nó có tính chất kháng khuẩn. Các cái thành phần tăng cường cái men tiêu hóa như là hạt thìa là này hoặc là bạc hà này, thành phần tiêu hóa các cái chất đạm như là men papain ở trong cái đu đủ này. Tiếp theo là nhóm mắt gan này, trợ tiêu hóa như là lô hội, L-arginine, và một cái thành phần nữa là bảo vệ màng, giảm đau, đó là cây du trơn. Và trên thị trường hiện nay có sản phẩm Boni Bio của Mỹ, có sự kết hợp giữa các cái thành phần thảo dược với lợi khuẩn và 5-HTP để cải thiện các cái triệu chứng khó chịu, hỗ trợ trong việc điều trị tận gốc, nâng cao cái sức đề kháng ở trong cái đường tiêu hóa, và nó giúp phục hồi các cái tổn thương của niêm mạc ở cái vùng đại tràng, ngăn ngừa cái tình trạng viêm nhiễm đại tràng tái diễn lâu dài, hỗ trợ trong việc phòng ngừa cái biến chứng ung thư đại tràng. Và thưa quý vị, tiếp theo chương trình mời quý vị cùng theo dõi một tiểu phẩm ngắn ngay sau đây của chúng tôi. Tết đến rồi, Tết đến rồi, Tết đến rồi. Anh làm sao đấy? Thì cái bệnh đại tràng nó hoành hành chứ làm sao nữa. Em tưởng là anh chữa cái bệnh này khỏi từ lâu lắm rồi cơ mà. Khỏi cái gì mà khỏi? Em cứ suốt ngày đi công tác, chả nấu cơm gì cho anh cả. Anh cứ ăn bữa no bữa đói, suốt ngày cơm đường cháo chợ, thì bây giờ cái bệnh đại tràng nó càng nặng chứ khỏi cái gì. Hôm qua anh có gặp mấy ông bạn cũ, thế là lại rủ nhau đi uống bia.
Thế là mình có lỡ làm vài cái nem chua, về nhà đi ngoài liên tục, bụng đau âm ỉ. Em nhớ là anh sử dụng cái thuốc viêm đại tràng từ lâu lắm rồi, lúc nào cũng thấy uống thuốc. Thì anh có uống nhưng mà tác dụng gì đâu, mà vẫn đau bụng bình thường. Anh thấy hình như cái bệnh của anh càng ngày nó càng nặng ấy. Anh đi vệ sinh còn ra cả ít máu cơ, ăn uống thì nó không tiêu, bụng lúc nào cũng trướng phình lên, mà mỗi lần ăn xong là phải đi ngoài ngay. Mà anh còn đang lo đây này, sắp Tết nhất đến nơi rồi, cơm nước rồi dầu mỡ toàn đồ chua, đồ ngọt, đồ cay. Kiểu này chắc anh đi sớm rồi. Cái này là phải gặp bác sĩ. Đúng rồi. Đi luôn. Đi luôn. Trong chương trình ngày hôm nay còn có sự xuất hiện của một nhân vật nữa, đó là cô Đặng Thị Nga đến từ Cầu Giấy, Hà Nội. Trước đây cô đã từng nhiều năm bị hội chứng ruột kích thích, đại tràng co thắt đúng không ạ? Vậy thì không biết là tình trạng bệnh của mình hiện nay như thế nào rồi ạ? Do cái công việc nó cũng khá là căng thẳng và bận rộn, cho nên là tôi bị cái chứng bệnh co thắt đại tràng lúc nào không biết. Mới đầu thì tôi cũng chỉ thấy là rối loạn tiêu hóa thông thường thôi, thì tôi cũng cứ chủ quan mà bỏ qua. Chính vì thế mà mỗi ngày bệnh nó càng nặng lên. Tôi cứ bị đau bụng liên tục hàng ngày, đau co cứng ở hai cái hố chậu bên phải và bên trái. Cứ đi ngoài xì xoẹt hàng ngày 4 đến 5 lần, phân thì nát này, rồi có lúc là phân sống hoàn toàn này. Bụng thì cứ trướng lên, sôi sùng sục ấy. Tôi cũng đã đi khám ở bệnh viện quân y 108, thì được bác sĩ kết luận là tôi bị đại tràng co thắt nặng, hay còn gọi là cái chứng ruột kích thích. Thế rồi bác sĩ mới kê đơn thuốc Tây cho tôi. Tôi cũng uống được khoảng tầm một tháng thì tôi thấy bệnh cũng thuyên giảm. Thế nhưng mà đến lúc mà nó hết thuốc ấy, thì cứ dần dần đâu lại vào đó, bệnh lại cứ như thế. Sức khỏe lúc này thì bị suy giảm trầm trọng. Cứ lỡ miệng một cái là bệnh nặng lên. Rồi tôi bị tụt mất 6kg trong vòng 2 tháng sau đó. Người lúc nào thì cứ xanh xao vàng vọt, rồi là mệt mỏi, trông như là không có sức sống ấy. Nhất là những cái ngày lễ, ngày Tết ấy, tốn bao nhiêu là công sức làm mâm cao cỗ đầy, cắt kiểu món nọ món kia, nhưng mà nào có ăn được đâu. Vâng, thưa bác sĩ cũng có giới thiệu là việc chúng ta sử dụng lợi khuẩn hay là các thảo dược thiên nhiên và 5-HTP rất là hiệu quả cho việc điều trị cũng như là hỗ trợ cho đường tiêu hóa tốt hơn. Vậy thì bác sĩ có thể nói rõ hơn cụ thể sản phẩm đó là như thế nào ạ? Sản phẩm Boni Bio của Mỹ, thành phần nó gồm có thứ nhất là 6 tỷ lợi khuẩn giúp cho cân bằng cái vi khuẩn trong ruột, tăng cường cái sức đề kháng của cái niêm mạc đại tràng, phục hồi là tái tạo được những cái niêm mạc của đại tràng. Cái 5-HTP giảm những cái căng thẳng, giảm những cái stress, giảm những cái kích thích ở cái vùng đại tràng, hỗ trợ trong những cái chứng đại tràng co thắt, đặc biệt là trong đó nó còn có những các cái thành phần thảo dược nữa, những cái hạt thì là này, inulin này, lá bạc hà này, lá bài hương này, bạch chuột này, hoàng liên này, gừng, đu đủ này, rồi là cây du trơn, đã giúp cho cải thiện được các cái triệu chứng, hỗ trợ trong việc điều trị các cái bệnh lý như là viêm đại tràng mãn tính cũng như là hội chứng ruột kích thích, tăng cường cái sức đề kháng ở vùng đại tràng cũng như là giúp cho bệnh nhân tiêu hóa tốt. Sản phẩm Boni Bio đã áp dụng cái công nghệ siêu nano để giúp làm tăng cái hiệu quả của các cái thảo dược này, của 5-HTP cũng như là các cái lợi khuẩn, và giúp cho tăng cái độ hấp thu cũng như là tăng độ ổn định. Boni Bio sản xuất bởi công ty dược phẩm GNE International Mỹ thuộc tập đoàn đa quốc gia Viva Group có trụ sở tại Mỹ và Canada, đã đạt cái tiêu chuẩn GMP của FDA Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Và sản phẩm Boni Bio đã được trao giải thưởng sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng vào năm 2019. Rất cảm ơn những câu chuyện từ cô Đặng Thị Nga cũng như những lời khuyên vô cùng hữu ích và thiết thực trong những ngày Tết này của bác sĩ. Hy vọng là qua chương trình ngày hôm nay thì quý vị khán giả, những ai đang mắc phải căn bệnh viêm đại tràng mãn tính và đại tràng co thắt sẽ có được những cái lời khuyên tốt nhất cho mình để điều chỉnh một cái chế độ ăn uống sinh hoạt trong ngày Tết và đón một cái Tết thật sự là trọn vẹn. Không còn những cơn đau bụng hành hạ, những hôm đi ngoài liên tục không cầm được. Chú Khoa không ngờ có ngày sức khỏe của mình lại cải thiện tốt đến như thế. Cách đây 6-7 tháng, con tôi nó học ở Hà Nội, thì là nó xem trên mạng hay sao, nó thấy cái sản phẩm Boni Bio này dùng cho về đường ruột, nó bảo tốt lắm đúng không ạ? Con thì mua bố 1-2 hộp về để bố thử xem là dùng có đỡ cải thiện không. Bụng này không thấy đau nữa, mà đi ngoài thì nó thấy giảm, coi như là đang giảm xuống số lần, như đang 5-6 lần một ngày, còn như là một lần một ngày
đi thì nó bình phun dễ chịu, bụng không còn quặn đau, không thấy đầy hơi. Kiêng khem thì tôi không 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 phải kiêng nhiều như trước nữa. Đấy, để rượu thì tôi có thể uống 1-2 ngụm, thịt mỡ thịt mung là tôi cũng ăn đá đưa, không phải kiêng đại khai, không phải kiêng cổ sở. Tôi trước là 48-49 cân, bây giờ tôi cả 55-56 cân rồi, không bị đi ngoài nó vướng bờ vướng bận đến người nữa, thì làm nó được việc trôi chảy hơn. Và thưa quý vị, những ngày Tết đang sắp đến rồi và chúng tôi thay mặt cho những người làm chương trình xin chúc cho tất cả quý vị và các bạn có được một cái Tết thật sự an khang, thịnh vượng và vạn sự như ý. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.